Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Cuộc chiến Trung Quốc xâm lược Việt Nam vào năm 1979 vẫn chưa được truyền dạy đầy đủ. Chưa có triều đại nào trong trang sử nước ta lại hèn đến như vậy. Giặc xâm lăng không dám nói thật tên, hịch tướng sĩ bỗng trở thành đồ nhắm. Mắt Hưng Đạo Vương đâm xuyên ly rượu Mao Đài, hôn tử sĩ đồng thanh bọn Tàu Cộng là quân xâm lược. Nói vậy cho đúng tên, đừng đánh cháo ngôn ngữ, chí trá thế là đủ rồi. Đó chính là một đoạn trong bài thơ gửi cho đầy tớ được nhà văn Trần Ngọc Tuấn viết trên trang Facebook cá nhân của mình, đúng 43 năm sau cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc vào Việt Nam mà truyền thông nhà nước gọi là cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Đây là hình ảnh lính Trung Quốc cùng sự yểm trợ của xe tăng tấn công ồ ạt vào lãnh thổ Việt Nam vào năm 1979. Trao đổi với đài tiếng nói FA sáng ngày 16 tháng 2 năm 2022, nhà văn Trần Ngọc Tuấn nêu ra quan điểm của ông như sau. Cái cách né tránh nói là cuộc chiến tranh biên giới, thế như vậy chẳng lẽ những người lính Việt Nam cầm súng bắn vào biên giới hay sao? Biên giới nào nghe rất là vô lý. Lãnh đạo Việt Nam bây giờ rất là ngại Trung Quốc, sợ mất lòng Trung Quốc. Trong khi đó thì Trung Quốc lại họp kỷ niệm ngày cuộc chiến đánh vào Việt Nam. Mà bản thân cá nhân tôi khi đi thắp hương ở chỗ gọi là đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn giữa trung tâm Hà Nội vân vân. An ninh còn ngăn cản chúng tôi mà chúng tôi đi rất hiền lành, mang bó hoa, mang quê hương đến cứ bị xua đuổi. Chứng tỏ có chỉ thị của cấp trên, họ tránh những cái đấy, còn nếu lịch sử thì không bưng bít được đâu, không thể bưng bít được. Đảng dù cứ muốn xóa ra khỏi tâm thức của người dân cũng không thể xóa được, không thể đục đẽo, phải nói đúng cái tên của đối tượng. Đấy là bọn Trung Quốc xâm lược, phải nói thẳng như thế luôn. Không thể bưng bít được, cứ muốn xóa ra khỏi lòng dân. Nhà văn Trần Ngọc Tuấn đã chia sẻ như vậy. Theo nhà văn Trần Ngọc Tuấn, việc không đưa cuộc chiến tranh năm 1979 vào chương trình giảng dạy của sách giáo khoa có cái hại rất lớn là nhiều trẻ em không hiểu biết là có một cuộc chiến tranh Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Đây là hình ảnh bệnh viện huyện Trùng Khánh, Cao Bằng bị quân Trung Quốc tàn phá vào tháng 2 năm 1979. Việc làm này của nhà cầm quyền đã vô tình cướp mất lòng yêu nước và tinh thần cảnh giác chống lại Trung Quốc, kẻ âm mưu xâm lược, âm mưu bành trướng biến Việt Nam thành chư hầu, ông nói tiếp như sau. Trong khi đấy thì lại nói về bà Trưng, bà Triệu, nói về những cái lịch sử này và lịch sử khác, đánh nhau với Pháp, với Mỹ thì nói rất là kinh, còn nói nhiều hơn nữa, cái đấy tôi cho là không công bằng. Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đem quân tấn công Việt Nam trên toàn tuyến biên giới giữa hai nước. Cuộc chiến kết thúc khi Trung Quốc tuyên bố rút quân vào ngày 16 tháng 3 năm 1979. Có tổng cộng 9 quân đoàn và 2 sư đoàn tiến chiếm lại tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hòa Liên Sơn, Lai Châu, Quảng Ninh và Hà Tiên. Trung Quốc sau đó đã tuyên bố đạt được chiến thắng về chính trị và chiến thắng chung cuộc, đồng thời khẳng định quân Trung Quốc đã có thể tiến thẳng tới Hà Nội nếu muốn. Phía Việt Nam cũng khẳng định đã giành được thắng lợi oanh liệt trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, chống bọn bá quyền Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Theo giảng viên Đại học Đinh Kim Phúc, cho đến nay ở các cấp phổ thông trung học thì cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc chỉ được nhắc đến một dòng ở trong sách giáo khoa lịch sử mà thôi. Đây là hình ảnh quân đội Việt Nam đang chuyển quân ra Cao Bằng để đối đầu với Trung Quốc. Còn đối với đại học, trong các chương trình, ví dụ như lịch sử các nước Đông Nam Á, lịch sử ASEAN hay quan hệ quốc tế khu vực, thì tùy vào bản lĩnh của giảng viên mà sinh viên có thể biết được sự thật hay không về cuộc chiến tranh này, ông nhận định tiếp như sau. Theo tôi được biết, một lý do chủ yếu mà cuộc chiến tranh xâm lược của Trung Quốc vào tháng 2 năm 1979 không được nhắc đến, có thể vì những cam kết từ hội nghị Thành Đô là cả hai phía đều không nhắc lại quá khứ để mà xây đắp tình hữu nghị trong tương lai. Chính vì những cái cam kết như vậy mà sử học Việt Nam đã bỏ trống một giai đoạn lịch sử hào hùng,
cũng như tang thương của dân tộc Việt Nam trước sự xâm lược của Trung Quốc từ tháng 2 năm 1979 và kéo dài tận 10 năm sau đó mới chấm dứt. Và trong 10 năm xâm lược của Trung Quốc đối với Việt Nam, không chỉ có những cuộc xung đột vũ trang đẫm máu ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc, mà còn có một sự kiện khác nữa. Đó là Trung Quốc đánh chiếm cụm đảo Gạc Ma của Việt Nam vào ngày 14 tháng 3 năm 1988. Câu chuyện này không khơi dậy lòng hận thù để hướng tới tương lai, nó khác với việc nhắc lại các biến cố lịch sử. Chính vì những biến cố này, chúng ta mới rút được bài học kinh nghiệm đối xử lại với Bắc Kinh. Mặc dù chính phủ có thể cho phép các cuộc thảo luận cởi mở hơn về cuộc chiến trên các phương tiện truyền thông nhà nước, nhưng việc giảng dạy toàn diện hơn về cuộc chiến này vẫn chưa được thực hiện. Đây là hình ảnh người dân quân Cao Bằng áp giải tù binh Trung Quốc. Thầy giáo Ngọc Sơn ở Sài Gòn thì chia sẻ: "Nó chỉ là đưa thông tin lên thôi chứ không có nói kỹ, cũng không dám nói là chiến tranh xâm lược của bọn bành trướng Trung Quốc mà chỉ nói là chiến tranh biên giới. Họ giấu giếm những từ mà họ cho là nhạy cảm. Ngay cả mấy ông chủ trì viết sử cũng phải hỏi chuyên gia Trung Quốc, cũng phải có thỏa thuận. Mấy ông viết lịch sử không phải để cho con cháu sau này hiểu về lịch sử, mà phải viết để phục vụ chính trị. Nếu những người viết sử có trách nhiệm, có tấm lòng với dân, với nước, thì càng phải viết cho rõ ràng vấn đề. Tại sao thời kỳ nào cũng viết rất rõ ràng, thậm chí còn thêm mắm, thêm muối, mà thời kỳ chiến tranh Trung Quốc xâm lược lại không dám ghi? Đây chính là câu hỏi được đặt ra với nhà cầm quyền tại Việt Nam. Chính nhờ thời bấy giờ, đó là những năm 70, năm 80, lúc đó báo đài cũng lên án mạnh mẽ bọn Trung Quốc xâm lược. Mình thì nghe được qua radio thôi, còn sau này lại im re hết. Một nhà báo quan sát cho rằng, từ sau hội nghị Thành Đô, Việt Nam đã đưa cuộc chiến tranh xâm lược và chống quân xâm lược ra khỏi sách giáo khoa, không có một buổi lễ kỷ niệm chính thức nào về ngày lễ này. Còn báo chí mỗi năm, tùy theo tình hình chính trị mà được nhắc đến nhiều hay ít. Đây là hình ảnh người dân Hà Nội biểu tình chống Trung Quốc và tưởng niệm 37 năm ngày chiến tranh xâm lược Việt Nam của Trung Quốc. Đó là vào ngày 17 tháng 2 năm 2016. Theo bài viết có tựa đề "Tại sao Việt Nam không dạy về chiến tranh Việt Trung trong môn lịch sử" của tác giả Travis trên tờ Diplomat hôm 9 tháng 2 năm 2022. Phiên bản vào năm 2001, sách giáo khoa lịch sử lớp 12 kể lại cuộc chiến tranh chỉ trong 24 dòng ở cuối cuốn sách. Đến phiên bản vào năm 2018, giảm xuống chỉ còn có 11 dòng. Ngoài ra, phần mở đầu Hiến pháp năm 1980 của Việt Nam đã gọi Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm của Việt Nam. Tuy nhiên, cụm từ này đã bị loại ra khỏi Hiến pháp vào năm 1980 và năm 1988 để mở đường cho quá trình bình thường hóa quan hệ song phương. Vào năm 1991, quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc chính thức bình thường hóa với phương châm 4 tốt là láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt và 16 chữ vàng là láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Tuy bình thường hóa về quan hệ nhưng dường như Trung Quốc không thực sự coi Việt Nam là bạn mà luôn khống chế Việt Nam, coi Việt Nam là một nước chư hầu của mình. Về phía Việt Nam, dù nhà nước đã nhiều lần yêu cầu Hoa Kỳ bồi thường tổn thất chiến tranh nhưng lại hoàn toàn im lặng trước những hành động tàn bạo của cuộc chiến năm 1979 do Trung Quốc gây ra, với cái chết của hàng vạn người dân và binh lính. Kính mời các bạn xem bản tin các nước G7 tuyên bố Nga sẽ bị trừng phạt kinh tế lớn nếu cố tình xâm lược Ukraine. Các nhà lãnh đạo từ nhóm các quốc gia G7 nói rằng việc Nga tăng cường quân đội ở biên giới Ukraine là nguyên nhân gây ra mối quan ngại nghiêm trọng và cảnh báo họ chuẩn bị áp đặt một gói trừng phạt kinh tế khổng lồ nếu Moscow tiếp tục xâm lược nước láng giềng này. Trong một tuyên bố được đưa ra vào sáng thứ Hai, các bộ trưởng tài chính từ nhóm các quốc gia dân chủ giàu có nhất thế giới bao gồm Anh, Hoa Kỳ, Đức cho biết ưu tiên trước mắt của họ là hỗ trợ các nỗ lực giảm leo thang tình hình. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo rằng nếu Nga tăng cường hành động quân sự,
Nhóm này sẽ sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và tài chính tập thể để gây ra những hậu quả to lớn và tức thì đối với nền kinh tế của Nga. Đây là hình ảnh các bộ trưởng tài chính của các nước G7 nhấn mạnh sự sẵn sàng hành động nhanh chóng và quyết đoán để hỗ trợ nền kinh tế Ukraine. Chúng tôi, các bộ trưởng tài chính G7, nhấn mạnh sự sẵn sàng hành động nhanh chóng và quyết đoán để hỗ trợ nền kinh tế Ukraine, đồng thời ủng hộ các nỗ lực đang diễn ra nhằm khẩn trương xác định một con đường ngoại giao hướng tới việc giảm leo thang. Các quốc gia phương Tây đã nhiều lần cảnh báo Moscow rằng bất kỳ cuộc xâm lược nào vào Ukraine sẽ gây ra phản hồi làm kinh tế tê liệt. Với Ngoại trưởng Đức, Baerbock tuần trước cho biết Berlin sẵn sàng trả một cái giá kinh tế cao nếu cần có biện pháp trừng phạt Nga. Tuy nhiên, vào cuối tuần qua, ông Viktor, đại sứ Nga tại Thụy Điển, đã chế giễu lời hứa về các biện pháp trừng phạt của phương Tây, đồng thời tuyên bố rằng Tổng thống Vladimir Putin không hề nao núng trước những lời đe dọa đó. Ông nói thêm rằng phương Tây càng ép Nga thì phản ứng của Nga sẽ càng mạnh mẽ hơn. Thủ tướng Anh Boris Johnson vào thứ Hai nói có bằng chứng khá rõ là Nga đang lên kế hoạch cho việc xâm lược Ukraine. Trước đó, Ukraine đã yêu cầu một cuộc họp với Nga và các thành viên khác trong một tổ chức an ninh quan trọng của châu Âu liên quan đến vấn đề leo thang căng thẳng ở biên giới. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro nói rằng Nga đã phớt lờ yêu cầu chính thức giải thích việc tăng cường quân sự ở biên giới giữa hai nước. Ông cho biết bước tiếp theo là yêu cầu một cuộc họp với phía Nga trong vòng 48 giờ để có sự minh bạch về các kế hoạch quân sự của Nga. Tổng thống Mỹ Biden hôm thứ Bảy nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng phương Tây sẽ đáp trả một cách dứt khoát đối với cuộc xâm lược vào Ukraine. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. Trong nỗ lực mới nhất nhằm kiềm chế sự thù địch ngày càng gia tăng, hai người đã nói chuyện qua điện thoại một giờ sau khi Washington và các đồng minh cảnh báo rằng quân đội của Nga với hơn 100.000 binh sĩ đông đảo áp gần biên giới Ukraine có thể xâm lược bất cứ lúc nào. Và Moscow gọi những lời cảnh báo đó là sự cuồng loạn. Tổng thống Biden đã nói rằng nếu Nga tiến hành một cuộc xâm lược nữa vào Ukraine, Hoa Kỳ cùng các đồng minh và các đối tác của chúng tôi sẽ đáp trả một cách dứt khoát và áp đặt những tổn phí nhanh chóng và nghiêm trọng đối với Nga. Tổng thống Biden nhắc lại rằng một cuộc xâm lược nữa của Nga vào Ukraine sẽ gây ra sự đau khổ cho người dân và làm dị giảm vị thế của Nga, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố. Thủ tướng mới của Đức, ông Olaf Scholz, mới đây cũng có chuyến công du đầu tiên tới Washington trong bối cảnh bị chỉ trích về phản ứng yếu ớt đối với cuộc khủng hoảng của Ukraine. Các thành viên của Đảng Cộng Hòa khắc họa Berlin như một cái phanh đối với các lệnh trừng phạt vì lợi ích của Đức trong việc duy trì nhập khẩu khí đốt với Nga. Sau cuộc gặp với Thủ tướng, Tổng thống Biden khẳng định rằng Nord Stream 2 sẽ không đi vào hoạt động nếu Moscow xâm lược Ukraine. Đây là hình ảnh đường ống Nord Stream 2 dẫn khí chạy thẳng từ Nga sang Đức qua eo biển Baltic. Ông Thủ tướng Scholz của Đức đã không đi quá xa đến vậy, với lý do cần phải rõ ràng hơn về chiến lược mơ hồ này. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Mỹ và Đức sẽ tuyệt đối đoàn kết trong việc thực hiện các bước tương tự để đối phó với bất kỳ cuộc xâm lược nào, và những bước đi này sẽ rất cứng rắn. Tổng thống Biden cũng ra sức phủ nhận ý kiến cho rằng Đức không phải là một đồng minh đáng tin cậy. Ông khẳng định nhiều lần rằng ông không nghi ngờ gì về điều đó. Đầu tuần cũng có tin chính phủ Ukraine sẵn sàng linh hoạt về tương lai gia nhập NATO hay là không. Trả lời đài BBC tại Ukraine, đại sứ Ukraine tại Anh, ông Vladimir Kristenko nói rằng nước ông sẵn sàng linh hoạt về mục tiêu gia nhập NATO. Ukraine có thể bỏ mục tiêu gia nhập NATO để tránh chiến tranh với Nga, theo lời ông Kristenko chia sẻ. Tin này đã được các báo châu Âu đăng tải đồng loạt. Ngay lập tức, chính phủ Anh trong ngày 14 tháng 2 cho biết Anh ủng hộ mọi quyết định của Ukraine vì đường lối có chủ quyền của họ, kể cả việc có muốn trở thành thành viên khối quân sự NATO hay không. Khủng hoảng Ukraine, Putin, Schröder, Vaning và cục xương Nord Stream. Phát biểu yếu ớt của Thủ tướng Đức
vừa lên cầm quyền, ông Scholz về khủng hoảng Ukraine vừa bị các báo châu Âu cùng cả đài báo của Đức chỉ trích. Ông Scholz thuộc đảng thiên tả SPD của Đức bị chỉ trích vì không đồng ý bán hoặc chuyển vũ khí cho Ukraine để phòng thủ chống Nga mà chỉ nói chung chung về sự đoàn kết của châu Âu trước Nga. Người lãnh đạo quốc gia chủ chốt và nông dân nhất châu Âu còn không nhắc tới cả con voi trong phòng khách, tức là đường ống dẫn khí đốt Nord Stream 2, khi nói về Ukraine trong chuyến thăm Hoa Kỳ tuần trước. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Biden vào ngày 13 tháng 2 đã có cuộc điện đàm kéo dài 50 phút với người đồng cấp Ukraine về tình hình căng thẳng ở khu vực miền đông Ukraine. Đường ống khí đốt đặt ở lòng biển Baltic từ Nga chạy thẳng sang Đức, bỏ qua các nước Đông Âu đang gây chia rẽ tại châu Âu, và hiện giờ cấp phép của Berlin và Brussels mới chỉ vận hành được khi mà được cả hai bên đồng ý. Căng thẳng tại Ukraine đã khiến cho tiếng nói đòi bỏ dự án này ngày càng lớn mạnh, nhưng Đức vẫn chần chừ. Như một số tờ báo châu Âu chỉ ra, ông Scholz và đảng SPD có truyền thống mềm dẻo, tức là có người cho là mềm yếu đối với Nga. Truyền thống sợ Nga hay muốn làm thân để cải hóa, đây cũng là câu hỏi được đặt ra. Một cựu thủ tướng Đức khác của ông đảng SPD đó là ông Gerhard Schröder, không chỉ rất thân với Vladimir Putin mà còn là người đã ký năm 2005 để Nga thực hiện dự án Nord Stream gồm hai đường ống dẫn khí từ Nga sang Đức. Hơn về quá khứ, thủ tướng Willy Brandt của đảng SPD cũng chính là người đề xuất chính sách hòa hoãn với Liên Xô năm 1973 và đồng ý mua khí đốt từ Moscow. Chính sách hướng đông của ông Brandt có mục tiêu tạo ra một môi trường hòa bình cho châu Âu thời chiến tranh lạnh và khuyến khích Liên Xô cải tổ. Trên thực tế, Liên Xô tan rã vì không thể tự cải tổ, và ông Vladimir Putin nay đang theo đuổi đường lối khác hẳn, không tự do hóa chính trị ở Nga mà trở thành nhà cầm quyền độc đoán. Theo phóng sự chuyên đề khủng hoảng Ukraine trên tờ báo Sunday Times ở London vào hôm 13 tháng 2. Nhưng niềm tin của Putin, của các chính trị Đức, gồm các cựu thủ tướng Schröder không đổi, tờ báo này nói vậy. Và việc già lại quan hệ thân tình giữa Gerhard Schröder là cựu thủ tướng của Đức với Vladimir Putin sẽ giúp người ta sáng tỏ thêm về dự án Nord Stream và ảnh hưởng của Nga tại Đức, theo tờ báo Sunday Times. Và quan hệ này không có gì là bí mật, theo trang web của đài tiếng nói Deutsche Welle thuộc chính phủ Đức chia sẻ. Trong bài báo Putin và Schröder hôm 31 tháng 1 năm 2022, đài này cho hay quan hệ thân hữu của hai ông Schröder và Putin bị chỉ trích. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Vladimir Putin cùng cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder. Bài báo mô tả ngay từ năm 2004-2005, ông Putin đã thân với ông Schröder và đây là cặp bạn bè có điểm mù, tức hàm ý chính trị gia Đức không nhìn thấy thực sự ông ta bị Putin lợi dụng trong cuộc chơi ngoại giao châu Âu. Schröder không nhìn thấy một Putin khác trong quan hệ thân mật hết sức đó mà chỉ thấy một Putin đã dắt ông ta đi trượt xe kéo trên tuyết một đối tối Giáng sinh ở Moscow. Một Putin thăm Schröder tại nhà riêng ở Hanover khi ông ta làm lễ sinh nhật 60. Mới đây, ông Schröder cũng lên tiếng phê phán Ukraine. Nhưng tình thân với Nga của ông đã có từ lâu, ngay sau khi rời chức Thủ tướng Đức nhiệm kỳ 1998-2005. Ông Gerhard Schröder đã nắm chức trong Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Dầu khí Gazprom của Nga với mức lương 300.000 USD mỗi năm, theo tờ báo Quốc tế chia sẻ. Và các báo từ Đức đã từ lâu chỉ trích ông Schröder, như tờ Der Spiegel vào hôm năm 2014, từng hỏi có phải cựu thủ tướng quên mất rằng ông ta cần hành xử có trách nhiệm cho một nước Đức như một người từng lãnh đạo quốc gia hay không. Năm 2017, ông chuyển sang làm quan chức cho Rosneft của Nga với mức lương 350.000 USD mỗi năm và sẽ trả thuế thu nhập tại Đức, theo hãng tin Reuters chia sẻ, và còn thắng kiện khi một bộ trưởng Đức nói ông dùng quan hệ cũ để kiếm lợi ở Nga. Gần đây, bất chấp căng thẳng giữa Nga và châu Âu vì Ukraine, ông Gerhard Schröder được lên chức quay lại ngồi vào hội đồng quản trị của tập đoàn Gazprom, nhà khổng lồ trong ngành dầu khí của Nga.